Chào bạn, hôm qua, sàn Crimiteno đã tiếp tục release Greenet cho thợ đào theo lịch trình vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Thị trường vẫn cho rằng các thợ đào sẽ tiếp tục xả vào bể swap để rút tiền. Và giá của Greenet đã cao nên có thể sẽ phải điều chỉnh. Trên thực tế, hành động giá của Greenet vẫn tiếp tục được duy trì xu hướng quanh vùng giá 3 đô và không bị giảm mạnh. Điều này phần nào chứng minh cộng đồng đã không bán tháo mặc dù giá đã ít hơn 30 lần so với giá mở swap ban đầu. Ngoài ra, bể liquidity với cặp thanh khoản Greenet và USDT có thời điểm lãi suất đạt tới 400% APR đã thu hút được một lượng tiền khá lớn đổ vào để tiếp tục cập nhật những diễn biến về giá cũng như độ lớn và tiềm năng của bể thanh khoản Greenet. Hôm nay, CryptoLitVN sẽ cùng bạn tiếp tục phân tích các thông tin xung quanh sàn giao dịch Remitano ngay sau đây. Xin lưu ý, chúng tôi, đội ngũ CryptoLitVN không hề có ý định tạo FOMO, phản đối dự án hay gây mâu thuẫn với bất kỳ đội nhóm Greenet nào. Mục tiêu của video này là bảo vệ cộng đồng, chia sẻ thông tin và nhận định để mọi người hiểu rõ hơn về bản chất của Greenet và Remitano Network. Thợ đào nhận coin nhưng vẫn hòn tiếp. Theo phân tích các số liệu mà Greenet công bố, chúng tôi ước tính lượng coin lưu hành chính thức trên thị trường sẽ khá thấp. Ước tính sẽ có khoảng 700.000 đến 1.200.000 coin được mở khóa hàng tháng trong vòng 24 tháng đầu tiên, tương ứng với 180.000 đến 280.000 coin mỗi tuần. Con số này sẽ tương ứng với khoảng 12% lượng Greenet đã có sẵn trong bể thanh khoản. Theo phản ứng của giá Greenet trong suốt ngày hôm qua đến nay, độ dao động cũng chỉ xung quanh vùng giá 3 đô, không có các hoạt động bán mạnh như nhiều người lo sợ. Điều này cũng chứng tỏ nhiều thợ đào và nhà đầu tư vẫn còn kỳ vọng vào giá của Greenet sẽ tiếp tục tăng trưởng. Theo biểu đồ được cung cấp bởi Remitano, dùng giá thấp nhất mà ngày hôm qua Greenet đã giảm về là 2,8 đô vào lúc 21:30. Ngay sau đó, giá đã bật tăng trở lại khu vực gần 3 đô và đi ngang cho đến hiện tại, cung cấp thanh khoản với lãi suất hấp dẫn. Sau khi sở hữu Greenet, người dùng đã có thể trở thành người cung cấp thanh khoản cho sàn Remitano. Nền tảng đã mở thêm cặp giao dịch Greenet USDT ngay sau sự kiện swap được diễn ra. Theo đó, nếu người dùng deposit một lượng Greenet vào USDT vào bể này thì sẽ được hưởng một mức lãi suất hấp dẫn. Đây là một hình thức khuyến khích người dùng cung cấp tài sản để sàn có thêm sức thanh khoản. Mô hình này cũng gần giống như gửi tiết kiệm ngân hàng để lấy lãi. Theo ghi nhận ban đầu mà chúng tôi quan sát, có thời điểm lãi suất này đã đạt hơn 400% trên năm. Cho cặp Greenet USDT, lãi suất này được tính thả nổi, tức là sẽ thay đổi liên tục tùy theo tình hình. Đến ngày hôm nay, lãi suất hiện tại chỉ còn dao động quanh mốc 88% trên năm. Tuy đã giảm khá nhiều so với ban đầu, nhưng con số 88% cũng khá ấn tượng so với các mô hình huy động vốn của thị trường tài chính truyền thống. Về tổng giá trị của bể thanh khoản này, Total Volume Blocked đã đạt tới 2.458.068 đô vào lúc 14 giờ hôm nay, tức gần 60 tỷ Việt Nam đồng cho cả hai lớp tài sản Greenet và USDT cộng lại. Như vậy, nếu chỉ tính riêng Greenet, tổng vốn trong bể này đã đạt 1.200.000 đô. Nếu tính theo tỷ giá 3 đô trên Greenet, thì bể này đang chứa khoảng 400.000 Greenet của người dùng. Về phía cộng đồng, những coi thủ và thợ đào Greenet từ một năm nay đã rất phấn khích khi những nỗ lực của họ đã được dự án đền đáp như kỳ vọng. Thậm chí có rất nhiều người đã mua được Greenet khi giá ở quanh khu vực 1 đô hoặc thấp hơn. Điều này cũng mang lại lợi nhuận rất tốt, x2 hay thậm chí là x3 khoản đầu tư ban đầu. Và đó là những gì mà chúng tôi tổng hợp được trong bản tin ngày hôm nay. Bạn đã take profit được Greenet ở vùng giá nào rồi? Hãy để lại comment của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. Nếu thấy video hữu ích, bạn hãy like, share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng. Các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút subscribe ngay bên dưới để tiếp tục nhận được các nhận định hữu ích từ CryptoLitVN trong các video lần sau.